Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lấy tông của một bài hát mà không cần dùng đến đàn guitar. Và bởi vì không cần dùng đến đàn guitar cho nên là tôi sẽ ngồi ở đây để hướng dẫn cho các bạn. Thì ở bài trước chúng ta đã biết cách lấy tông của một bài hát bằng đàn guitar. Thì đã có bạn nào thử chưa? Nếu như các bạn thử và các bạn làm không được, các bạn làm sai thì đó là bình thường. Bởi vì đây là môn thực hành thì không thể nào các bạn vừa nghe lý thuyết xong mà các bạn làm được ngay. Các bạn phải hiểu được lý thuyết, sau đó các bạn phải thực hành. Và khi thực hành các bạn phải làm sai, sau đó các bạn sửa sai thì chúng ta mới làm đúng. Thì các bạn phải qua từng bước như vậy. Cũng như là đi học bơi hay là đi xe đạp. Đối với những môn thực hành thì không thể nào khi đi học bơi các bạn ngồi nghe giảng là chúng ta xuống hồ như thế nào, nín thở rồi cách bơi làm sao, sau đó các bạn nhảy xuống hồ là các bạn biết bơi ngay. Không phải. Khi nhảy xuống hồ các bạn phải bị uống nước và không biết bơi một thời gian, sau đó chúng ta tập thì chúng ta mới biết bơi. Thì tương tự cho những cái môn thực hành khác và trong âm nhạc thì cũng vậy. Các bạn phải thực hành, phải sửa sai và chúng ta sẽ làm được. Và quay trở lại bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lấy tông của một bài hát mà không dùng đến đàn như guitar. Nhưng chúng ta sẽ dùng phone, chúng ta sẽ dùng điện thoại. Và bây giờ các bạn lấy điện thoại ra thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lấy tông của một bài hát bằng điện thoại. Điện thoại của tôi là iPhone. Thì nếu như bạn nào có iPhone thì các bạn lên App Store, các bạn download cái app này về. Tiếng Việt mình gọi đó là tải ứng dụng. Còn nếu như bạn nào xài Android thì các bạn xem có app này hay không, hay là có cái nào tương tự thì các bạn chia sẻ. Bởi vì tôi không có xài Android cho nên không biết. Thì cái app này đã có trong phone của tôi 3-4 năm nay. Tên của nó là Piano Tuner. Và trước khi làm bài giảng ngày hôm nay thì tôi có lên App Store để kiểm tra lại. Thì thấy là bây giờ nó có hai cái version. Cái mà đang có trong phone tôi cho đây á, bây giờ tên của nó là Free Chromatic Tuner 2. Piano Tuner. Còn một cái khác, người ta bán một đồng 99 đô thì tên của nó là Piano Tuner 2. Chromatic Tuner. Thì các bạn chỉ cần download cái free là chúng ta xài được rồi, các bạn không cần phải trả tiền. Sau khi download cái app này rồi thì các bạn lưu ý những điểm như sau. Đó là những con số A, B, C nó nhảy tới nhảy lui khi chúng ta nói thì đó là tên của 12 nốt nhạc. Phía dưới cũng có những con số nó nhảy khi chúng ta nói thì đó là tần số. Thì các bạn biết là mỗi một âm thanh chúng ta phát ra thì sẽ có một cái tần số nhất định. Thì ở đây mỗi một nốt nhạc nó sẽ có một cái tần số tương ứng với nó ở phía dưới. Và ở góc bên phải phía dưới màn hình này có chữ Y ngắn. Nếu như các bạn nhấn vào đó thì nó sẽ chuyển đến cái chỗ setting để cho các bạn chỉnh sửa cái app này theo ý chúng ta muốn sử dụng. Và các bạn lưu ý là cái chữ A, tức là chữ A, số 440 thì các bạn không được thay đổi cái con số này. Tại sao lại như vậy thì tôi sẽ giải thích với các bạn ở một cái bài khác. Và còn phía dưới thì các bạn sẽ được lựa chọn cái app này hiển thị như thế nào để chúng ta sử dụng. Ví dụ như là các bạn muốn cái nốt nhạc nó là ABC hay là Do Re Mi thì các bạn chọn. Rồi nốt nhạc nó sẽ đi từ thấp đến cao hay là từ cao đến thấp. Và những cái nốt thăng giáng thì các bạn muốn hiển thị là thăng hay là hiển thị là giáng, vân vân. Thì có nhiều cái lựa chọn ở phía dưới cho chúng ta sử dụng. Và cái app này hay ở chỗ là tùy theo công việc của các bạn thì các bạn sử dụng nó vào những cái cách khác nhau. Ví dụ như là các bạn có thể dùng cái app này để các bạn lên dây đàn. Hoặc các bạn cũng có thể dùng cái app này để các bạn chỉnh âm thanh. Ví dụ như các bạn thấy là âm thanh là hay bị hú, khi mà các bạn đi nghe nhạc các bạn thấy âm thanh nó bị hú lên một cái. Thì các bạn muốn chỉnh được cái tiếng hú đó, thì khi tiếng hú nó phát ra thì các bạn đưa cái app này, mở app này ra. Các bạn xem cái tiếng hú đó là nó tần số là bao nhiêu nó bị hú. Thì các bạn mới đi đến cái độ EQ đó, các bạn nhìn cái tần số đó, các bạn kéo cái cần nó xuống thì các bạn sẽ giảm được cái tiếng hú. Còn trong cái phạm vi bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ sử dụng cái app này để chúng ta lấy tông của một bài hát. Và bây giờ chúng ta sẽ làm ví dụ đi tìm tông của một bài hát. Và vẫn theo nguyên tắc đó là nốt kết thúc của bài nhạc là nốt gì thì bài nhạc sẽ là tông đó. Và đương nhiên nếu như các bạn có kinh nghiệm thì chúng ta không cần phải chờ đến kết thúc bài hát mà kết thúc ở một đoạn nào đó cũng được. Và quan trọng là các bạn phải ngân, các bạn hát được cái nốt cuối cùng đó để chúng ta xem nốt đó là nốt gì thì bài nhạc sẽ là tông đó. Thì các bạn thấy chữ D tức là bài nhạc này là tông, Re hoặc là các bạn phải ngân được cái nốt đó như sau.
người ta vừa kết thúc nốt đó thì các bạn phải hát, các bạn ngân được nốt đó. Thì kết thúc ngay đi, tức là bài này là tông rê, nhưng chúng ta chưa biết được là rê chưởng hay là rê thứ. Và để biết được bài nhạc này là tông rê chưởng hay là rê thứ thì có cái mẹo như sau: các bạn phải hát được hai bài, tức là các bạn phải có hai bài ruột của các bạn, một bài tông chưởng và một bài tông thứ. Thì sau khi các bạn hát cái bài mà các bạn muốn tìm tông thì các bạn phải hát vô liên khúc với cái bài, một trong hai bài mà các bạn đã biết. Thì nếu vừa mà các bạn hát vô được với bài tông thứ thì bài này sẽ là tông thứ. Còn nếu như các bạn hát vô được với bài tông chưởng thì bài này sẽ là tông chưởng. Nếu như các bạn thích video này thì các bạn hãy chia sẻ và subscribe channel của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bài tiếp theo.